Kính chào quý vị, tôi làm cái video này để hướng dẫn quý vị một đôi điều về cái hộp Low Cost Spa Control hay là gọi là Power Box cho Pedicure Spa nhé. Thưa quý vị, trước đây đó thì quý vị biết là cái hộp Power Box chúng tôi á, có hai cái continuous và hai cái này là on off, còn cái này là cho drain, tức là cho discharge pump. Khi mà khách hàng mua cái option mà có discharge pump thì cái này là discharge pump. Còn nếu mà không có discharge pump á, thì chúng tôi block cái này lại và block cái lỗ này luôn. Thưa quý vị, cái lỗ này là air control cho discharge pump, cho cái cặp này đó thưa quý vị. Khi mà quý vị mua cái regular á, không có cái discharge pump á, cái drain pump á, chúng tôi block cái này lại ha. Ok, nhưng chúng tôi nhận được rất là nhiều cái điện thoại cũng như là cái request của spa manufacturer đó. Họ nói là thời bây giờ bên ngoài là người ta có nào là có LED light cho hai bên cái bồn, rồi có một vài cái option nữa, cho đó họ nói là cần more cái on off, cần more on off thay vì cái continuous. Họ nói cái continuous này là chỉ cần một cái cho ghế massage là được rồi, còn mấy cái phone charger, rồi cái gì đó, iPad, tablet gì đó, họ có cái USB từ cái ghế massage. Cho đó họ nói rằng chỉ cần một cái port mà continuous thôi. Còn đưa cái continuous trước đây này, cái này này, trở thành on-off cho họ. Có nghĩa rằng là thành là một continuous nhưng mà ba cái on-off, một on-off nhé, hai on-off, ba on-off. Đó, còn cái này là discharge pump thì tôi nói là cái này khi ai cần discharge pump thì mới dùng cái này thôi. Còn đây, do đó khi mà ba cái on off á, là quý vị nào là ví dụ cái này là đèn màu, cái này là Z500, cái này là đèn màu LED light. Đó, ví dụ như vậy. Còn thêm nữa thì quý vị cứ split nó ra thì cũng được, nhưng mà cho tiền thì chúng tôi đã làm sẵn trong cái hộp low cost spa control hoặc là Power Box của công ty Luraco. Tôi giải thích thêm như vậy để quý vị hiểu hơn nhé. Xin cảm ơn quý vị.